ันที่สแสดงพระราชโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ละนะที่เซ็นที่แผงเราถึงเราอะร้องคือกับมาอืมอืมคิดแล้วมาแต่เรามีเงินเงินที่มาแต่ละเยอะนะทำอะไรก็มีเยอะนะยี่ห้อเดียวนะเราก็เป็นแน่คนแน่เดี๋ยวเราแต่ที่งอใจตาของเราไม่เชื่อเรื่องไรเรื่องของเจี๊ยบไปไหนเนาะจำที่ไหนได้ดิสุดท้ายของเราจำที่ไหนหลายไม่ยินเรื่องเรื่องใดฟิล์มวิกนามไทยท่านไว้ยืมไปในลายยินดีด้วยไอคอนยูไนเพื่อนอะไรคอยไอคอนการเผาที่ไหนanh thấy coi cái miệng cục không thì cục gì tiếng hay mà hay mà hay hỏi như con két như con bảy màu vậy á đó coi coi điểm yên không có bảy mà vậy đó điểm yên không có bảy mà ngay thấy chưa cái này nha cái này hỏi sao thời gian điểm yên không có bảy nha hỏi là điểm yên không có bóng đó nhìn xung quanh đi thấy có bóng không coi như coi như tính á hỏi phải là ngay hỏi là người muốn chuyện chơi thấy chưa nói chung là gây hay chuyển giới như vậy mà tôi thấy anh Định Duy mà bóng giờ thép rồi mà bỏ đứt bắt bới thép rồi phải bóng phải đóng mù người bình thường thấy sao họ thấy chính đen vậy đó tôi không phải nói chuyện là thấy đường hay không thấy đường ý tôi nói cái chuyện khác trời ơi là cậu dễ sợ nữa chưa nói hồi nãy cái chuyện thép đường rõ ràng nè ông thấy ông đặt người thấy chưa? Còn thì ảnh giống như thế này. Ông đá ông nhiều lại đi, bà đi đi. Không nên có mày nha. Thôi thôi, lại đi này đi đi nha. Đây, anh ông như thế này. Ông là anh biết họ kìa, ông biết họ đi. Trời. Không phải, anh biết phải người anh biết họ nhìn đi. À, theo mọi người thấy ông Điệp Duy một bê đã thấy sợ đi chưa? Vậy sao không giỏi ta, sao được nhiệm vụ? Giờ là có coi phim siêu nhân tiếp của những khùng không? Có! Siêu nhân một tầm bóng, bắt bối gì? Điệp Duy không đi bóng? Nhưng mà nói chung là tôi thấy... Đó, mấy người thấy nhiều tạm dụng quá không? Đúng không? Quá tạm dụng! Vậy cái siêu nhân là trai, Điệp Duy là trai. Sao mai nữa là em là mình trai chứ nhờ? Thì đàn ông trai đóng mấy vai đó là bình thường. Đàn ông trai đóng mấy vai đó bình thường. Dạ, làm tốt lắm được rồi. Cái điều còn lên chút ha. Nói chung là tôi không thích Điệp Duy bóng, được không? Còn bóng anh thích của nhà ông sao không? Không mạnh quá, tôi không nói chuyện ông được. Ê, nè, lại đi ra. Cho ông thay đổi lắm. Đó, bắt đầu ra nghĩa Điệp Duy là Điệp Duy là phải nghe dây mới coi rồi. Tôi không thích chương trình này đâu có hỏi đúng không rồi? Tiêu rồi, đậu nhiên con nghe rồi, tiêu rồi. Quả tư
ghê. Mình đã nhận mình lên giọt luôn.